Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới để có được bí kíp luyện rồng trong thế giới Real Life Crab. Và hiện tại thì mình đã xuất hiện ở một nơi khá là thuận lợi. Và phía bên kia có một cái tòa thành gì kìa, nhìn khá là hấp dẫn đó. Nhưng mà giờ thì mình không dám lội xuống nước đâu, vì ở dưới nước sẽ có những cái con rồng biển đấy, rất là nguy hiểm luôn. Và mới vào thì mình chủ yếu là nhặt lượm thôi các bạn ơi. Ở đây có những cái cục đá nhỏ nè, mình có thể nén đá nhỏ để tạo thành một cục đá cội. Và bên cạnh đó thì mình cần phải tìm những cái cục sỏi á, để mình có thể đập ra và tìm cái cục đá lửa các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ tìm mấy cái khối sỏi trước cái đã. Không biết đây có không, thường thường gần biển thì chắc sẽ có nhiều sỏi đó. Coi nào. Ủa đây không có sỏi thiệt luôn hả trời. Ủa thiệt kìa, không có sỏi. À đây, sỏi quá trời luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đập những cái cục sỏi này để tìm cái cục đá lửa nha các bạn. Rồi, có được hai cục rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ... Ý. Ta-da. Ô, trứng rồng nè. Mới vô gặp được cái em chỗ có trứng rồng mặt trăng luôn. Tuyệt vời. Nhưng mà mình cần phải đập một ít cái lá trước cái đã, để tìm cái que á. Đây, có que đây. Và mình sẽ tìm thêm một cái cục đá cội nữa. Tại vì cái đá lửa này á, mình cần phải có đá cội để đập ra và tìm những cái mảnh vụn á. Đó, có được hai mảnh vụn và 4 mảnh vụn. Bên cạnh đó thì mình cần phải chế tạo những con dao. Tại vì giai đoạn đầu á, chúng ta chỉ có thể chế tạo được những con dao bằng flint thôi, và sử dụng nó để nâng cấp dụng cụ lên đó. Và... Úi, tiếp tục là chỗ trứng rồng nè. Ồ, hai chỗ trứng rồng kế bên luôn. Tuyệt nha. Giờ mình cần phải tìm cỏ cái đã. Ý, quay làng nè. Wow, khởi đầu hơi bị tuyệt vời luôn á. Có được hầu hết những thứ mà mình cần. Quá dữ. Giờ chắc mình sẽ tìm thêm một ít cái fiber các bạn ơi. Coi nào, đây được 5 rồi nè. Fiber thì mình có sẽ chế tạo theo công thức như vậy để tạo ra những cái sợi chỉ. Và với sợi chỉ này á, thì mình có thể chế tạo ra được cây cúp bằng flint và bắt đầu đào đá được rồi đó. Có queo đúng không? Hay là mình làm cái rìu ta? Mình nghĩ nên làm cái rìu cũng được. Tại vì có rìu thì mình có thể chặt cây và làm được cái bàn chế tạo. Ok, tạm thời mình sẽ làm cái rìu trước. Và đây có một cái waystone, mình sẽ checkpoint ở đây nhá. Waystone giống như là một cái giường gì đó các bạn ơi. Khi mà mình ấn vào á, thì nó sẽ tự động lưu cái điểm hồi sinh mình ngay đó, và không sợ bị thất lạc khi mà bị ngõm nữa. Giờ thì mình sẽ đốn cái cây đầu tiên này để có được những cái khúc gỗ và làm ra cái bàn chế tạo nhá. Ui, cẩn thận, cây trong đây nó rất là nguy hiểm, lỡ mà nó ngã ngay đầu thì xác định luôn á. Đè chết người đó các bạn ơi. Được, ấy sao xui giờ chẻ ra được có một ván à. Đủ làm cái bàn chế tạo rồi nè. Và bây giờ thì chắc mình sẽ đi tìm thêm một vài cái hòn đá nữa để mình chế tạo cái cục đá cội nha. Nhiệt độ nó cũng đang bị giảm dần, tại vì mình đang ở cái vùng mà có băng á, nên nó rất là mau lạnh luôn. Chúng ta cần phải tìm một cái gì đó để sưởi ấm gấp thôi. Đây có 12 cái cục đá và làm được 4 cái đá cội luôn. Giờ thì làm được cây cúp rồi nè. Có cúp thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Giờ thì mình sẽ lấy lại cái bàn chế tạo và coi trong ngôi làng này có nhà bác thợ rèn không. Với lại mình sẽ tìm một vài cây đuốc á, để mình còn có cái mà giữ cái nhiệt độ nữa. Đây, có cây đuốc nè. Đó, hy vọng là cây đuốc này có thể giúp mình sưởi ấm. Một cái ủng bằng da mặc vào đây cho có miếng giáp đồ với người ta, đỡ bị quấn á. Và giờ chặn cái này lại. Coi chỗ này còn không. Lúa mình chưa có thu hoạch được á, tại vì mình cần phải học cái kỹ năng trồng trọt trước các bạn ơi. Ủa ngôi làng này bé vậy thôi hả? Ui giờ nhiệt độ đang lên cao lắm rồi kìa. Kiếm cái nhà nào mình giữ giữ ấm cái đã, chứ không hồi một hồi lạnh chết queo á. Ui có nhà bác ấy nè. Bác Hu Hư. Bác này đọc sách gì đây? Burning Thorn hả? Cuốn sách đốt cháy gì đó. Trong đây có cái này nè, để chắc bây giờ mình sẽ đặt cây đuốc ở đây để sưởi ấm một xíu nhá. Rồi khi nào đỡ lạnh hơn á thì mình sẽ ra ngoài và tiếp tục khám phá ngôi làng nha các bạn. Trong lúc đó chắc mình sẽ làm ổ bánh mì đi. Đói đói ăn ổ bánh mì là hết sảy luôn á. Ủa mình đâu có đói đâu, mình khát nước mà.
Ai chà, căng nha, khát nước thì uống nước giếng luôn cũng được. Đây uống nước giếng đi. Mà phải cẩn thận, lỡ lọt xuống giếng là chết nữa. Uống chỉ được nước mà lọt xuống nước là quê lắm luôn á. Rồi, đây là cái nhà của bác dân làng nữa. Trong đây có mấy cây kệ sách hả? Và chắc mình sẽ chừa cái đường này đi, tại vì mấy bác dân làng lâu lâu á cứ đi bất cẩn cái lọt xuống giếng hoài à, nên phải chừa đường cho mấy bác ấy lên nữa để không hồi tội nghiệp mấy bác. Và bên đây còn một cái ngôi nhà để mình qua đây khám phá luôn nào. Coi coi cái nhà này có cái gì. Ủa nhà này nhà của bác họ Gàng đúng không? Ừ đúng rồi nè, trong đây quá trời lò nung luôn. Wow, vô đây sưởi ấm là hết sảy luôn á. Và cái lò nung này có cái đặc biệt á, mình sẽ cho các bạn xem này. Thấy nó cháy gì đúng không? Chứ thật ra là nó không có nung gì trơn á. Mình không hiểu sao mấy bác dân làng có thể làm được cái lò nung như vậy nữa. Và đây có than, chắc mình sẽ xin than luôn đi. Than rất là quan trọng nha, nó giúp mình chế tạo ra những cây đuốc nè, và cũng như là phục vụ trong việc nung nướng nữa, nên mình sẽ lấy một ít trong giai đoạn đầu. Và bên cạnh đó nó còn rơi ra kinh nghiệm giúp mình có thể nâng cấp những cái kỹ năng khác mà rất là cần thiết trong thời gian sắp tới. Cái này còn cái gì không? À cái rương. Wow, quá trời đồ ăn luôn, vàng nè và sát cũng như là bánh mì nữa. Y xịn, tặng cho bác ấy cái con này đi. Đó, cho bác ấy nha, cũng như là què nha. Rồi, ý, ra ngoài một cái. Ê, sao ra ngoài vẫn bị nóng nè? Ủa, vẫn bị lạnh nè. Để bây giờ mình vô đây mình sưởi ấm xíu đi. Nó vô đây cái nó ấm hơn liền liền nè các bạn. Xịn ghê luôn á. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu. Chưa đói nữa, đang bị khát nước á. Trong đây, để đảm bảo sự sống thì chúng ta cần phải cân bằng 3 thứ. Thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là nước nè, thứ ba là thanh thức ăn đó. Ba thứ đó rất là cần thiết. Bên cạnh đó sức khỏe của mình còn phụ thuộc vào lượng chấn thương nữa. Lỡ mà bị bắn vô đầu là xong luôn á. Bị headshot á các bạn ơi, cực kỳ nguy hiểm luôn. Nên phải sớm sớm có cái mũ mới được. Giờ, ý, nhìn trên bản đồ mình còn thấy bên đây có một cái khu rừng nè, và một ngôi làng mini bên cạnh đây. Ủa cái gì ta? Chưa 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 chưa. Mình thấy một cái gì đó hình tròn ở hướng bên này. Để qua đây mình kiểm tra mới được. Ủa không phải hả ta? Ủa rõ ràng trên bản đồ có cái gì hình tròn này các bạn. Nè nè nè. Ủa công trình gì đây? Mình sẽ ăn trước ổ bánh mì đi. Đó, ổ bánh mì đầu tiên mình ăn luôn. Và một tòa tháp. Wow, một tòa tháp luôn nè. Xịn vậy, đi lẹ đang bị lạnh nha. Và một cái cây khổng lồ bên kia. Ồ, sao lần này mình xuất hiện một nơi cực kỳ đẹp luôn á, thiên thời địa lợi luôn. Nhưng mà giờ cần phải tìm cách đi khám phá tòa tháp đó trước cái đã. Quê, tòa tháp đó hơi bị bự nha. Hy vọng rằng trong đó không có quá nhiều quái, tại vì giờ mình chỉ mới có, ui da, mình chỉ mới có cái con dao bằng cái đá lửa ha, nên rất là yếu luôn. Bên ngoài có mấy bé sói kìa. Ủa? Ủa giáp vàng. Ôi ông ngài có mấy giáp vàng nè. Lụm mặt luôn. Ờ nhưng mà chưa được. Mình chưa đủ cấp độ á. Phải đủ cấp độ thì mình mới nhặt được. Nè đây còn giáp xích nè. Giáp sắt nè. Ồ đồ mà vứt ở bên ngoài luôn. Chỗ này chơi sang thiệt á. Ờ, đồ mình cũng có mà cái này còn vứt ra ngoài nữa chứ. Đây có khúc gỗ nó bị gãy nè, để mình lượm, tranh thủ lượm luôn. Rồi có mấy bé sói mình muốn thuần phục ghê luôn á, nhưng mà mình chưa có xương. Để coi coi bên trong. Úi mở cửa luôn. Bây giờ đóng 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 lại cái. Vô nhà phải đóng cửa. Gỗ nữa nè. Khối vàng. Cái đe. Lò nung. Wow, nguyên một hệ thống kho chứa luôn. Ấy có giường không? Có giường không? Cái này mà có giường nữa là hết sảy luôn á. Tầng này không có gì hết mà có gỗ. Ừ, cái này là có khối redstone nè. Cái này có khối sắt. Ừ, cái này giống như là cái nơi để được cho mình vô ở hay sao ấy. Nhưng mà hơi tối nha, hơi nguy hiểm đó. Kim cương. Ui có giường luôn nè. Được ngủ rồi, được ngủ rồi. Yay. Wow, đây là một cái khởi đầu có thể nói là rất là tuyệt vời đối với mình. Trong rừng thì không có đồ, mà thôi kệ, dù sao có nơi ở là mình vui lắm rồi. Ui trời trời, suýt nữa té dưới. Nhưng mà giờ mình đang gặp một vấn đề là bị khát nước á.
Nên là mình cần phải tìm một cái chỗ nào đó để mình uống nước mới được, chứ không hồi một hồi là chết gì khác đó. Ui, con Reaper trên nhà mình. Chưa 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 chưa, để mình ra ngoài mình uống nước cay cho đỡ khát các ông ơi, chứ giờ hoa mắt lắm rồi. Uống nước xong rồi và mắt nó chuẩn bị sáng lại nè. Đó, mắt sáng lại rồi. Ừ, và chắc bây giờ mình sẽ chế tạo một cái thanh kiếm rồi lên giết cái con creeper trên kia cái mới được. Chứ nhà mình mà để con creeper nó đứng chỏng thì nguy hiểm lắm, nổ thì hư nhà đó. Đây, vô đây nè, làm cho mình một cây. Coi coi có công thức như vậy không ta? À, không có công thức vậy rồi. Có công thức cái dao nhỏ nào thôi đi, làm cái dao bự cho nó xịn. À, và sau đó đi lên trên nhá. Con creeper đâu? Quýt ra khỏi nhà ta ngay. Nhà mình mà dám lên trển chiếm đóng à? Kỳ cục kẹo thiệt á. Rồi còn trên đây không? À vẫn còn, vẫn còn. Đánh một cái, đánh một cái, đánh cái nè và chết đi. Xong, nhà mình đã bắt đầu an toàn trở lại rồi. Và bây giờ mình làm đuốc thì nó vẫn không có sáng đâu. Tại vì mình cần phải có một cái mask. Mình nhớ không lầm cái đó là coi công thức của cây đuốc coi. Công thức của cây đuốc nè. Mình cần phải có cái mask box nè các bạn ơi. Công thức của nó là bán là kết hợp với giấy á, mà mình chưa có hai thứ đó nên. Ui, nhà mình sao toàn nuôi quái không vậy? Trên đây có cái vườn nè. Wow, nhà này có cái vườn luôn á các bạn ơi. Có cái tháp canh nữa nè. Ồ, các bạn có thích này không? Cái chứ mình là thực sự thích nơi này luôn á. Rất là lý tưởng để sống trong giai đoạn đầu và cả về sau nữa. Quá tuyệt, quá tuyệt. Đã vậy đằng kia còn có một cái cây khổng lồ mình có thể nhìn ngắm vào mỗi buổi sáng. Ok, chắc bây giờ mình sẽ chọn nơi này làm nơi định cư lâu dài luôn nhá. Dù sao đây cũng là nơi nó spawn gần cái điểm mà mình mới hồi sinh mà. Wow, quá dữ, quá dữ. Và chắc bây giờ mình sẽ xuống dưới dọn dẹp đồ lại một cái, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện những cái nhiệm vụ đầu tiên khi mới vào thế giới nhá. Nãy giờ mình cũng chẻ được một ít cái ván gỗ rồi các bạn ơi. Bên cạnh đó thì mình sẽ chế tạo thêm một cái xô nhá, để một xíu khi mà mình lỡ mà bị con nào có lửa mà quýnh chúng á, còn có cái mà dập lửa. À, và chắc bây giờ mình sẽ ra ngoài đi tìm một ít con bò cái đã. Tại vì trong đây á có bò thì chúng ta có thể lấy da và chế tạo ra được cái túi nước á, mang theo uống dọc đường chứ. Lỡ mà chỗ mà không có nước chắc mình chết khát luôn quá. Và bên đây có cái hang nè, chắc mình sẽ đi mai một xíu luôn cũng được đó. Coi coi có than hả? Ok, lấy than luôn. Nhưng mà mình phải gán lên cấp độ 5 trước đi để mình học thêm một vài kỹ năng nữa phục vụ cho cái thời gian sắp tới. Và trong đây á chúng ta còn có hệ thống những cái skill cơ, như là trồng trọt này, phòng thủ, tấn công, rồi phép thuật, đào bới các kiểu nữa. Đó, nâng cấp hết mấy cái đó thì chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn và công cuộc tìm được cái bí kíp luyện rồng nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và quên nữa, hai cái quả trứng rồng hồi nãy mà mình gặp á, một xíu thì mình sẽ trở lại và lấy nhá, để không thôi quên mất á. Rồi, đào hết số than này đi. Và chúng ta sẽ đi tiếp nào. Hướng này có mía mà chưa có lấy được ta. Chắc mình phải sớm trở về và trồng trọt quá. Nhưng mà mình muốn đi khám phá và tìm bò cơ. Có bò thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà hình như đây không có bò. Ok, nếu không có bò thì thôi mình sẽ trở lại cái chỗ ngôi làng và lại gần cái chỗ của mấy cái quả trứng nha. Ở phía dưới cái ngôi làng mình thấy có một ngôi nhà nào nè. Wow, nhà nguyên luôn. Mình có hai nơi ở lận á. Một là mình sẽ ở cái ngôi nhà phía trên mà nãy giờ mình cất đồ, hai có thể dọn xuống đây để sống cho nó thấp hơn nè, với lại gần làng hơn á. Nhưng mà thôi đi, ở đằng kia chắc nó sẽ đầy đủ tiện nghi hơn, chứ con nhà nhỏ đó nó chả có gì hết trơn á. Và mình cũng đã tiến lại gần cái chỗ của quả trứng rồng đầu tiên nè. À, đây là quả trứng rồng mà mặt trăng á. Và mình sẽ bắt block đi lên giống như vậy. Một xíu mình sẽ dùng rìu mình chặt và lấy lại gỗ để không thôi thiếu ván gỗ trèo lên trên đó. Rồi ba cua nè, ba cua qua một cái, đập cái này ra, cái rương đầu tiên, một cái mắt kính, một ít cái thuốc súng, trái táo vàng, giáp sói kim cương, giáp sói bằng sắt, một cái xô nữa và một cái yên cưỡi, cũng khá ổn đó. Giờ mình sẽ tìm cách nhảy qua đây nhá, hy vọng là đừng có ba cua hụt. Nhảy qua một cái, đó, vậy cho an toàn. Và đây chính là quả trứng rồng đầu tiên của chúng mình. À, đây là trứng rồng online đúng không? Và đằng này coi còn cái rương không, thường thường ở đây tới ba bốn cái rương lận đây nè.
Quay, Reconvulsion. Đây là lọ thuốc dùng để dịch chuyển về cái nơi chúng ta spawn. Có hạt giống bí ngô nè, sợi chỉ. Thuốc đó thì không cần. Ok, mình sẽ lấy những thứ cần thiết thôi. Và bên đây thì sao? Có rương nữa không? Ý, ủa? À đây 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 đây. Cái rương này có thể tên một cái mắt kính nữa. Mắt kính trong đây có công thức không? Dùng để chế tạo một cái charm, một cái bùa hả? Được á nha, được hai cái mắt kính luôn. Và thêm một cái lọ thuốc Recon Potion nữa. Và chỉ có vậy thôi hả? Emerald thì mình chưa có lấy được á, thế nên chắc mình sẽ tạm thời không lấy Emerald nhá. Rồi khi nào cần Emerald chắc mình sẽ trở lên đây và lấy sau. Và bây giờ thì mình sẽ uống thử cái lọ thuốc Recon Potion cho các bạn xem công dụng của nó luôn. Chuẩn bị. Đó, về tới nhà luôn nè. Và giờ ngủ một giấc cho đã nào. Vậy là mình đã có được hai giấc ngủ đầu tiên trong cái thế giới Real Life Craft rồi. Ui, định xuống dưới cắt đồ mà lại gặp con Dipper nó chặn đường cả mọi người. Con này nó cứ lù lù vậy, chắc nó hù chết mình quá. Chơi rồi có ngày hù người ta miết à. Hù nè, thích hù không? Rồi, ui ui, con zombie này. Ủa đây con gì á? Chưa biết con này con gì nhưng mà quýnh con zombie này trước đi rồi tính gì tính. Này thì zombie. Ôi con này hình hiền các bạn ơi. Thì nghiệp vậy? Không biết con này nó ăn gì nữa. Có ăn thịt zombie không? Không ăn thịt rồi, có xương này ăn không? Không ăn xương luôn. Mà con đó nó không quýnh mình chắc là nó hiền á, hy vọng rằng có thể thuần phục được để sắp tới có gì mình sẽ thuần phục nó luôn. Chỗ này thì không có quái rồi. Ok. Xuống đây và chúng ta sẽ cùng nhau cắt đồ thôi nào. Hiện tại á, thì mình cũng được 6 level rồi. Và bây giờ mình đã có thể bắt đầu học được những kỹ năng cần thiết nè. Giờ chắc mình sẽ chọn phái trước đi. Ở đây có 3 phái các ông ơi. Thứ nhất là chuyên về đào mỏ nè. Thứ hai là chuyên về chế tạo. Và thứ ba là chuyên về chiến đấu. Và mình sẽ chọn cái chiến đấu nhá. Vì mình dùng kiếm để đánh nhau khá là nhiều và chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm từ những cái con quái đó. Và bên cạnh đó thì với 6 cái cấp độ này thì chúng ta sẽ bắt đầu học những kỹ năng cần thiết. Chẳng hạn như là phòng thủ nè, mình sẽ cộng một cấp. Tấn công mình sẽ cộng một cấp nè. Rồi farming mình sẽ cộng một cấp cho nó lên cấp 2 đi. Rồi mining cũng phải lên nè và chắc nâng hết mining luôn nhá. Ui thiếu rồi. Mình thiếu hết một cấp nữa để lên cấp độ 3 á. Lửa trại coi coi công thức trong đây là như thế nào. Campfire. Đây có hai loại campfire lận á. Cái này thì cần phải có cái matchbox. Cái này thì không cần matchbox luôn. Ủa nhưng mà chắc cũng phải cần có cái bật lửa chứ đúng không? Cái coi Flint Flint and Steel thì cần sát vào cái này. Ồ được á nha. Chắc mình sẽ làm cái lửa trại ở phía dưới đi các bạn ơi. Ở sao không có kinh nghiệm? Chắc là nấu nướng lâu lâu nó mới rơi ra kinh nghiệm hay sao á. Rồi và bây giờ thì mình sẽ coi coi mình có bao nhiêu đá cuội nào. Mình có không đá cuội. Để mình ra ngoài mình đào một ít cái đá cuội cái đã. Rồi mang về chế tạo cái lửa trại để có gì giữ nhiệt trong những cái ngày giá lạnh nha các bạn. Mình đã đào được một ít cái cục đá rồi. Và bây giờ về nhà mình sẽ nén lại và chế tạo cái lửa trại luôn nha. Đây nén lại cái nè. Vô trong nhà đặt theo công thức là ván gỗ, cái thân gỗ trên cũng như là đá cuội ở phía dưới. Nó chỉ là mình đã được một cái campfire rồi. Giờ mình sẽ thử đặt ở ngay chỗ nào ta? Ở góc này đi. Nó góc này khá là kín nè. Rồi và cái này chắc phải có một cái bật lửa rồi. Công thức bật lửa thì mình cần phải có cái flint nữa hả? Chết không. Không có flint trong người rồi. Để mình ra ngoài mình tìm thêm cái flint nữa rồi à. Làm nốt cái bật lửa nhá. Và giờ chúng ta cùng nhóm lửa lên thôi. Ui. Ủa cháy chưa vậy? Ui. Ủa cháy chưa ta? Không biết cháy chưa nữa. Và giờ mình không có cái gì để test hết trơn á. Thử coi nó có nung được bên nào nung được cái gỗ này không. Để vô. Không được rồi. Ủa vậy là cháy chưa? Nhưng mà mình lại gần là sẽ bị cháy nha. Đó 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 đó. Chắc là nó cháy rồi đó mà tại nó không có hiệu ứng á các bạn ơi. Rồi vậy là có cái để chúng ta giữ nhiệt rồi. Mùa đông mà có mấy cái lò sưởi hoặc là cái lửa trại giống như vậy á là hết sảy luôn á. Và mình sẽ uống nước trước đi để cho mắt sáng sáng cái đã. Rồi còn đeo kính vô nhìn cho nó đẹp trai hẳn nào. Đây mình nhận được một cái kính nè. Và giờ coi này.
kính gầm á nha, rất là xịn luôn. Và than gõ nấu xong chưa nè? Than gõ đây. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cây rìu bằng đá đi, để ra ngoài chặt một vài cái cây á, và mình sẽ chế tạo những cái hàng rào. Vì khi ấp trứng rồng tốt nhất nên có những cái hàng rào để chúng ta có thể giữ cho bé rồng không có đạt mất sau khi nở nhá. Rồi chặt thêm một cái cây nữa là vô ngủ vừa rồi đó, giờ nó cũng đang ban đêm ấy. Rồi chặt thêm một cây nè, tuyết rơi xuống quá trời. Rồi lấy lại, ý đưa ra chưa? Đó, được 7 cái thân gỗ rồi. Và bây giờ mình sẽ vô trong để ngủ một giấc nhá. Mỗi lần lên ngủ là y như rằng là bị quái nó dí á. Ui, chạy 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 chạy, có con skeleton ở phía trên. Nhà của mình còn hơn nhà của tụi quái đó nữa, ngày nào cũng vô tìm mình hết trơn á. Thôi đặt cái giường dưới đây ngủ cho nó lành nào. Rồi ngủ một phát nha. Sáng thức dậy thì chúng ta sẽ chặt gỗ à, không, cái này là gọi là cưa gỗ á, cưa ra để có những được những cái ván và chế tạo hàng rào thôi à. Đây sẽ cưa ra hết luôn à, được bao nhiêu nào? 24 hả? Hy vọng rằng 24 sẽ đủ để mình có thể chế tạo nhá. Mình nhớ coi công thức cái như hàng rào công thức nó là như vậy thì phải. Ừ đúng rồi, hàng rào công thức nó là như vậy nè. Làm được 15 hả? Ok 15 chắc cũng cũng tạm rồi đó, không làm thêm một lần nữa thì cho chắc là được 18 cái đúng không? Rồi và bây giờ á thì mình sẽ ra ngoài và ấp cái quả trứng rồng đầu tiên. Mình ở vùng băng á, thế nên chắc không ấp được cái trứng rồng mặt trăng lúc đầu đâu, thế nên mình sẽ ấp trứng rồng băng luôn nhá. Coi coi chỗ nào có băng thì mình sẽ đặt xuống và ấp luôn. Coi nào, ở đây có bé sói nè. Wow, có bé sói luôn. Sắp tới chắc mình sẽ thuần phục mấy bé sói đó để có cái đàn em đi theo á. Chứ một mình thì cũng khá là khó để sống sót trong thế giới real life craft này. Và mình sẽ bao bọc nó lại bằng những cái hàng rào giống như vậy nhá. Rồi, giờ thì mình chỉ cần chạm vào quả trứng rồng một phát. Đó, là nó đang bắt đầu cái hành trình, cái quá trình chuyển hệ các bạn ơi. Hiện tại là đang moonlight đúng không? Khoảng vài phút sau mình trở lại chắc nó cũng sẽ trở thành cái quả trứng rồng à, băng ơi à, nên cứ yên tâm nhá và chờ đợi. À, đây sẽ đặt ở đây. Trong lúc chờ đợi thì chắc mình sẽ đi xung quanh đi khám phá một xíu nữa, nhất là ngôi làng á. Ui, con dơi băng, dơi băng. Ui, chết chết chết, mình gặp một đàn dơi băng rồi. Giai đoạn đầu mình không có lại mấy con đó đâu, nên tốt nhất chạy thôi các bạn ơi. Đánh cuồng với nó là chết á. Đây ở đây có nước nè, uống miếng nước có sức chạy tiếp nào. Chạy 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 là tường sắt. Rồi giờ mình sẽ vượt vượt qua cái ngọn núi này để lại ngôi làng nhá. Rồi mình đã trèo lên trên ngôi làng rồi đây, và khi nãy mình thấy có cái nhà cao cực mà có xe gió nè nè nè, nhà này nè, nhà này chắc có nhiều đồ ăn lắm đây, nhìn khá là giống cái trang trại á. Đây đúng rồi, quá trời lúa mì và hạt giống nè, xin một ít về mới được đó. Lấy về có cuốc sắt hả? Lượm luôn. Tại sắp tới khi mà mình nâng cấp lên cái farm mình á thì mình cũng có thể sử dụng được à, nên giờ lấy được thì cứ lấy thôi. Và những cây đuốc này là đuốc bình thường, đuốc phát sáng á các bạn ơi. Xin gì luôn. Và đây có cái cây, có cây sắt, mình có rìu nè. Ok mình sẽ lấy cái những cái kệ sách này về, sắp tới còn chế tạo cái bàn enchant nữa chứ. Rồi coi tầng cao nhất có gì nào. Có kệ sách nữa. Xin về nhá. Bên đây coi. Wow, sản sắt nè. Cung nè. Và một cái ủng da nữa, lượm luôn. Bên đây tiếp tục là kệ sách, mình sẽ lấy tiếp. Và tiếp tục là cung á. Cho kỳ cục thiệt á, cho cung không cho mũi tên thì sao người ta bắn được. Cầm đuốc trên tay mới có đỡ lạnh hơn không nữa. Hy vọng là cầm đuốc nó sẽ đỡ lạnh hơn á. Bớt lạnh đi mà, lạnh lắm rồi đó. Cái vấn đề nhiệt độ ở đây rất là khó khăn trong giai đoạn đầu, nên chúng ta cố gắng vượt qua đi. Rồi khi nào mà mình tìm được những món đồ giúp cân bằng nhiệt độ á, thì mình sẽ trang bị vào, thì nó sẽ khắc phục được cái tình trạng này hả. Và giờ thì nó đã ấm hơn một xíu rồi, mình sẽ tiếp tục đi khám phá xung quanh đây nữa nha. Khám phá một đoạn rồi trở về canh quả trứng thôi, để hôm ơi nó chuyển hệ hồi nào mình không hay á thì mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đó nữa. Ui hồi nãy mình nghe ai đây nè? Gà cô. Gà cô. Và ngôi làng đây.
Có cái gì kìa, các bạn có thấy cái gì không? Nhưng mà bây Ra giờ mình chưa có đào được hay sao ấy. Chờ để kiểm tra coi. Ừ đúng rồi, giờ mình chưa có đào được khối vàng. Tiếc hay luôn á ta. Ở chứ giờ đào được khối vàng thì hay, nhưng mà sắt thì mình cũng không đào được luôn. Này có mấy cái kiện rơm à. Ok, để mình kiểm tra trong rương ngôi làng này có xác và một ít đồ ăn, mình sẽ lấy về hết. Cái vạt thì thôi để cho mấy bác dân làng đi. Và qua đây kiểm tra coi đằng kia là cái gì mà có lửa cháy các kiểu vậy. Rất giống một cái thiên thạch luôn á. Kiểu như thiên thạch rơi xuống rồi tạo ra cái hố á các bạn. Đúng không? Wow, qua đây nó ấm hơn hẳn nè. Có cát liên hồn, có sắt, có than, có hắc diệm thạch, có bò không? Tìm bò nãy giờ mà chả thấy đâu hết. Còn đây là cái gì đây? Úi, một cái cánh cổng địa ngục. Đó đó, một cánh cổng địa ngục bị chìm trong nước kìa. Có cá trong nữa chứ. Ui xịn nhớ. Ở đây là bí ngô nè. Mà bí ngô thì mình có hạt giống rồi nên mình sẽ không có lấy tiếp đâu. Mình coi mình đập. Mình đào thì nó không rơi ra kinh nghiệm. Phải nãy mình mà nâng cấp cái kỹ năng đào bới á, thì chắc mình sẽ có được ấy, có thêm kinh nghiệm đó. Ui chết chết chết. Tụi bay thứ dữ. Ui, nguy hiểm cực. Mình quýnh con quái đó mà bị phản đam á, tím người hết rồi nè. Nhưng mà nó thật may mắn khi rơi ra cho mình một cái cây cây mask. Wow, vũ khí các bạn ơi. Cái này được bao nhiêu đây? 6 sức tấn công lận. Quá tốt luôn á, lúc đầu mà có món vũ khí 6 sức tấn công là rất là tuyệt luôn. Và chắc mình sẽ uống miếng nước để cho nó hồi phục lại khả năng quan sát cái đã. Các nước mắt mờ lắm luôn, không thấy đường mà đi luôn á. Giờ mình đã được 6 cấp độ, mình sẽ nâng thêm mining nha. Nó giờ thì mình đã có mining cấp độ 4 và chúng ta có thể bắt đầu đào được sắt rồi. Cái này nó kiểu như nó tiến độ nó từ từ các bạn ơi, không phải ùa một phát là có thể đào được những món đồ xịn đó, mà chúng ta cần phải nâng cấp độ từ từ. Và bên đây có sắt. Ủa cái gì vậy trời? Ủa cái gì ta? Kỳ ta. Ủa gì vậy? Ai đánh mình nữa? Không biết luôn. Kỳ thiệt á. À mấy cái mấy cục lửa, thấy rồi thấy rồi thấy rồi. Chạy 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 chạy. À mấy cái quái vật lửa. Hên hên không mất cái mask. Cái này là bronze mask lận á, hơi bị hiếm luôn. Thôi không cho đào thôi, làm gì căng dữ vậy. Có miếng sắt à mà cũng không cho người ta đào nữa. Khổ ghê á. Không cho đào thôi, ta tìm chỗ khác ta đào. Và bên đây cái gì nào? À, cái này rất giống cái xe lửa mà nhiều phần chơi trước mình cũng đã gặp rồi. Để tìm coi còn cái mỏ sắt lộ thiên nào không, để mình đào nốt luôn coi. Đấy 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 đấy. Tưởng không cho đào, ta không có đào hả? Liêu liêu ở đây cũng có nữa nè. Và qua đây mình đào sắt, kể cả vàng luôn. Nhưng mà khoan, vàng thì chưa đào được đâu. Mình làm gì có cúp sắt đâu mà đào vàng. Ủa đừng kiểu có con Skeleton. Ủa mình sợ Skeleton lắm. Nó bắn vô đầu là toang luôn đấy. À nó đi rồi nó đi rồi. Nó đi thì mình sẽ đào tiếp. Giờ lúc đầu á đào toàn là đào trộm nhưng mà không dám đào trực diện nữa. Khi nào mình có đủ đồ đi mình sẽ đào hết trước mặt mấy con này cho nó biết thế nào là lễ độ. Rồi coi còn sắt không. Trời cho đúng hai cục sắt không đủ làm cây cúp nữa. Thôi không sao, đi một vòng nữa chắc cũng gặp mấy cái mỏ sắt lộ thiên à. Ui đằng này có cái công trình gì kìa. Wow, một cái công trình dưới biển và những cái nơi chứa trứng rồng nữa. Gần biển á, thì xác suất gặp được cái tổ trứng rồng á, rất là cao luôn á các bạn ơi. Nhưng mà cái đó thì từ từ mình sẽ lấy sau đi, chứ giờ có quả trứng mình ấp chưa xong nữa. Hồi sức đâu mà lấy tiếp cái quả trứng rồng. Ồ, né né mấy chỗ lava ra, ra mấy con quái vật lửa giống hồi nãy là toàn đó. Đằng kia có một cái công trình gì lạ. Coi coi có xác không. Có sắt không? Ui có sắt có sắt có sắt. Ý có sắt nha. Xuống đây lấy sắt nào. Và phải để ý dưới hàng mới được. Nhìn trên bản đồ á, lâu lâu mà thấy cái chấm đỏ mà gần mình quá là chạy liền. Để không thôi quái nó xuất hiện tới kế bên chạy không kịp là nó quýnh chết á. Tại vì chủ yếu quái trong đây nó tập trung vào phần đầu nó tấn công để mình mau chết hơn. À, thế nên chúng ta cần phải có sắt nè và chế tạo những cái mũ sắt để bảo vệ phần đầu trước. Và mình có được 11 bằng sắt rồi. À, hơi bị nhiều luôn á.
Ok, chắc bây giờ mình sẽ đi tèn tèn về nhà thôi, rồi nung cái số sắt này ra để chế tạo cái mũ bằng sắt nha các bạn. Mình thắc mắc là sao cái chỗ mình không có bò ta? Ý, chết chết, con quái vật lửa vẫn còn. Ui, con này thù dai vậy. Ai ai ai, có thấy không? Hên, nó bỏ rồi. Trời ơi, thù dai thật sự luôn á. Đây có cái quaystone là mình sẽ đào mang về luôn đi. Đó, lấy cái quaystone mang về, có gì đặt cạnh nhà luôn, dịch chuyển cho nó tiện. Cái chỗ nãy mình ấp trứng rồng là chỗ nào ta? À đây nè, nè nè nè, cái chỗ nhỏ nhỏ bên đây nè. Đâu rồi? Hình như ngay đây luôn nè các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ tiến lại gần chỗ đó để coi coi quả trứng rồng nó đã chuyển hệ chưa nhá. Ôi mấy bé này nè. Này con dễ thương nhờ. Wow. Sắp tới thế nào mình cũng phải dẫn Nai về nuôi mới được á, tại vì Nai cực kỳ dễ thương luôn. Đã vậy Nai còn có món tim Nai nữa cơ. Ăn nó hồi cũng khá là nhiều thức ăn đó các bạn ơi. Nhưng mà chắc mình chỉ nuôi để làm kiểng thôi chứ không nỡ giết đâu. Dễ thương vậy mà ai mà nỡ giết đúng không? Rồi giờ thì tìm đường về nhà thôi. Mình đã gần về tới nhà rồi và coi coi quả trứng như thế nào rồi ta. Trứng rồng ơi. Chuyển chưa? Chuyển chưa? Ui chết. Nữa ha mấy con này. Thôi làm liều chạy ngang luôn các bạn ơi chứ giờ là hết đường chạy rồi. Chạy ngang đó 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 đó, nó thành rồng băng đây nè. Cầm lên cầm lên, không thôi tối quá nó cũng thành một loại rồng khác nữa đó. Vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ chuyển từ rồng rồng đó là rồng mặt trăng trở thành rồng băng rồi, và sắp tới chúng ta sẽ có được một bé rồng băng cực kỳ đẹp luôn. Rồi ngủ một giấc nè, liều liều con quái trước nhà nha, sáng thức dậy ta sẽ mần thịt người đó. Rồi ngủ một giấc ra mần thịt cái con này, nãy cà khịa ai ở đây, cà khịa cà khịa cà khịa nè, đùa đùa. Và đằng này con nữa à, chuẩn chuẩn hụt là người xác định. Người xuống đây, người xuống đây, con ngon xuống đây nào, chưa bay hả? À có, nó có lửa, mình sẽ dập lửa nó trước. Xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây nào, cái này ăn được không? À cái này chọi được. À, cái cục xuống xuống nè, xuống xuống hả, xuống với mình. Đây có bé sói. Ơ đằng kia có cái gì cơ? Ủa quái vật cây hả? Quái vật cây, quái vật cây nè, cây cây cổ thụ quái vật hả? Rồi và rơi ra được một ít cái thân gỗ sồi. Wow, quả trứng rồng băng của mình nè. Nhưng mà khoan, chết 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 chết, cắm đuốc thì bắn nó sẽ bị tan, quên mất quên mất. Khó vậy ta, chắc mình phải canh canh quá hả, chứ không thôi là nó sẽ bị chuyển hệ bất cứ lúc nào á. Dù còn tầm ha 1 phút thôi mà để quả trứng rồng băng gần nước thì nó cũng sẽ thành rồng nước á, nên phải cần lưu ý cái vấn đề đó. Và cái lửa trại này còn không, hình như lửa trại tắt rồi. Lửa trại tắt rồi các bạn ơi, thôi kệ đi không sao hết. Và cái này thì từ từ mình sẽ đặt xuống sau. Chắc bây giờ mình sẽ cho số sắt mà mình tìm được nè cho bộ đầy để nó nung ra nhá. Trong thời gian với 2 tập thì mình sẽ dọn dẹp lại đồ cũng như là chuẩn bị những thứ cần thiết cho cái công việc nuôi rồng băng của mình. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã có một cái khởi đầu rất là tiện lợi khi mà gặp được một cái tòa tháp có đầy đủ những cái thứ mà mình cần trong giai đoạn đầu và kể cả về sau nữa. Gặp được một cái ngôi làng siêu to bên đây và 2 cái tổ trứng cũng như là những cái công trình đặc biệt mà sắp tới thì mình sẽ cùng các bạn khám phá hết nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.